dòng vốn FDI dồn dập về Việt Nam, tiền vào bất động sản tăng gấp đôi. Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29 tháng 1 năm 2024 cho thấy, xu hướng dòng vốn FDI hướng vào Việt Nam rất tích cực. Theo nhà chức trách, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2024 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng đầu năm nay ước đạt 1,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,15 tỷ đô la Mỹ, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 147,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 10%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 72,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,9%. Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2024, 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Cục Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, số dự án tăng, đặc biệt là dự án quy mô lớn hơn 600 triệu đô la Mỹ, là một trong những nhân tố chính thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Vốn đăng ký điều chỉnh có 75 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 235,4 triệu đô la Mỹ, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 174 lượt với tổng giá trị góp vốn 116,5 triệu đô la Mỹ, giảm 33,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 56 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 79,5 triệu đô la Mỹ và 118 lượt nhà. Đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 37 triệu đô la Mỹ. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 57 triệu đô la Mỹ, chiếm 48,9%, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 22,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,9% giá trị góp vốn, ngành còn lại 37,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 32,2%. Tiền đổ mạnh vào bất động sản. Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Đáng chú ý, trong số này, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 926 triệu đô la Mỹ, chiếm 39,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 65,2 triệu đô la Mỹ và gần 54,5 triệu đô la Mỹ. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,25 tỷ đô la Mỹ, chiếm 55,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Sau đó là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 909,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 40,5%, các ngành còn lại đạt 86,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,8%. Về đối tác đầu tư, đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1 năm 2024. Dẫn đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023. Nhật Bản đứng thứ hai với gần 297 triệu đô la Mỹ, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc đại lục, 142,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,1%. Hồng Kông, Trung Quốc 4,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,7% và cái tên không mấy quen thuộc Samoa, 49,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,5%. Trong khi đó, xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, chiếm gần 19%. Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn, chiếm 26,7% và góp vốn mua cổ phần, chiếm 25,3%. Về địa phương, Hà Nội đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 867 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bà Rịa, Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 282 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước. Kế đến, lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai. Việt Nam đầu tư vào 6 quốc gia. Ở chiều ngược lại, Tổng cục Thống kê cũng cho hay,
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1 năm 2024 có 11 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 16,2 triệu đô la Mỹ, gấp 9,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, bất động sản vẫn là chính. Cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 33,2% tổng vốn đầu tư, hoạt động xây dựng đạt 5 triệu đô la Mỹ, chiếm 30,9%, hoạt động khai khoáng đạt 4 triệu đô la Mỹ, chiếm 24,7%. Lũy kế đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, Việt Nam đã có 1.710 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 22,1 tỷ đô la Mỹ. Thống kê cho thấy, trong tháng 1 năm 2024 có 6 quốc gia nhận đầu tư của Việt Nam. Đáng chú ý, Mỹ là nước dẫn đầu với 5,9 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư. Sau đó là Đức 5,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 33,2% và Lào 4,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 26,2%. Theo khảo sát của ngân hàng UOB đưa ra hồi tháng 7 năm 2023 cho thấy, cứ 10 doanh nghiệp thì có 9 doanh nghiệp tại Việt Nam đang tìm cách mở rộng sang thị trường nước ngoài trong 3 năm tới. Động lực mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp là nhằm tăng doanh thu, cải thiện lợi nhuận và xây dựng danh tiếng với tư cách là một doanh nghiệp quốc tế. 72% doanh nghiệp tại Việt Nam nhắm đến khu vực Đông Nam Á cho kế hoạch mở rộng trong tương lai. Thái Lan, Singapore và Malaysia là những điểm đến ưa thích trong khu vực Đông Nam Á của các doanh nghiệp Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!